hoài chung niềm hân hoan của người con Phật nhân ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu, để bày tỏ lòng tri ân và báo ân sâu sắc nhất, kính dâng lên hai đấng sinh thành. Sáng ngày 18 tháng 8 2024 và 15 tháng 7 năm Giáp Thìn, chư tăng và Phật tử chùa Phật Quang, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu và dân Ikasa Phật lịch 2568, dân lịch 2024. Chứng minh và tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang, trụ trì chùa Phật Quang, Đại đức Thích Tuệ Giải, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng chư tôn đức tăng và thiện nam tín nữ Phật tử. Tại buổi lễ, trong không gian trang nghiêm, toàn thể hội chúng vô cùng xúc động khi được lắng nghe bài cảm niệm Vu Lan do Phật tử Quảng Tâm đại diện đạo tràng chùa Phật Quang diễn đọc. Sau đó, các Phật tử đã thực hiện nghi thức hoa hồng cài áo thiêng liêng. Những bông hoa màu đỏ trắng được cài lên áo cho chư tôn đức tăng và quý Phật tử tham dự, như lời nhắc nhở mọi người hãy luôn làm tròn hạnh hiếu với ông bà tổ tiên và với cha mẹ của mình. Uống nước nhớ nguồn, đó là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Nhớ ơn và báo hiếu cha mẹ để trọn đạo làm người. Tiếp đến, Phật tử tuệ pháp dâng lời tác bạch cúng dường pháp y, kính mừng khánh tuế chư tôn đức thêm tuổi đạo sau 3 tháng an cư kiết hạ. Nương nhờ phước báo đó, cầu nguyện cha mẹ hiện tiền luôn hạnh phúc an vui, thân bằng quyến thuộc quá vãng sớm vãng sanh cõi thiện lành. Sau đó, đạo tràng Phật tử trang nghiêm thành kính hướng về chư tôn thiền đức chứng minh, lắng nghe lời pháp nhũ của Thượng tọa Thích Minh Nhẫn. Thượng tọa nhấn mạnh ý nghĩa của ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu và tán thán tinh thần hiếu hạnh của quý Phật tử. Thượng tọa mong rằng là người đệ tử Phật thuần thành, quý Phật tử phải luôn nhớ ơn và dốc lòng đền đáp tứ trọng ân, thực hiện trọn đạo làm con đúng với hạnh hiếu mà Đức Phật đã chỉ dạy. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật và đạo hiếu là đạo Phật. Trong không khí trang nghiêm dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức, toàn thể đạo tràng Phật tử đồng thanh tụng bài kệ dân y và tiến hành nghi thức dân y ca sa cúng dường chư tôn thiền đức chứng minh. Dịp này, Thượng tọa trụ trì cũng làm lễ quy y tam bảo cho quý Phật tử. Tại buổi lễ, Thượng tọa chia sẻ ý nghĩa của việc quy y tam bảo và hướng dẫn quý Phật tử cách áp dụng năm giới cấm trong đời sống hàng ngày để trở thành người Phật tử chân chính, góp phần tô điểm cho cuộc sống thêm hạnh phúc, an lạc và bình an. Sau khi được Thượng tọa trụ trì truyền giới, quý thiện nam tín nữ Phật tử phát nguyện vân giữ năm giới, nương vào Phật để Ngài đưa đường chỉ lối đến con đường giải thoát, nương vào Pháp để tránh tất cả mọi điều xấu ác, làm tất cả các điều lành chuyển hóa con người từ khổ đau, hầu mang lại an lạc hạnh phúc. Nương vào Tăng là đoàn thể những người sống tỉnh thức, soi sáng và dìu dắt hàng Phật tử trên con đường tu học.